Xin chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu bộ đôi sản phẩm kết hợp độc đáo, cá tính giúp các bạn tự tin hơn, đẳng cấp hơn. Đang trong thời gian khuyến mãi cực sốc cuối năm, đó là áo thun nam tay dài cổ trụ đen, chất liệu cao cấp, kiểu dáng trẻ trung, dễ dàng phối trang phục và phụ kiện. Giá sốc cuối năm chỉ có 170.050 đồng Việt Nam, giá trước đây 250.000 đồng Việt Nam. Tiết kiệm đến 32%. Áo thun nam tay dài style Hàn Quốc với thiết kế cổ tròn, tay áo dài, mang lại diện mạo nam tính, quấn hút và trẻ trung năng động, giúp các bạn tự tin hơn khi đi bất kỳ đâu. Kèm theo một chiếc đồng hồ thông minh và cá tính thì không còn gì bằng. Nó thể hiện lên một nam tính rõ ràng, đó là một chiếc đồng hồ thông minh smartwatch UHDZ09 vàng và một viết cảm ứng. Sử dụng SIM với chức năng như điện thoại kết nối Bluetooth 3.0, hỗ trợ dùng thẻ nhớ ngoài, tích hợp camera làm remote chụp ảnh cho điện thoại Android, màn hình 1.5 inch, kiểu dáng thanh mảnh, gọn dễ dàng sử dụng. 194.000 đồng Việt Nam, giá trước đây 400.000 đồng Việt Nam, tiết kiệm 52%. Giới thiệu sản phẩm bộ một đồng hồ thông minh smartwatch UHDZ09 vàng và một viết cảm ứng năm 2015. Đồng hồ thông minh sẽ là một trong những cuộc đua công nghệ khốc liệt của các nhà sản xuất để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, một sản phẩm công nghệ đa năng, hiệu quả cho những ai yêu thích công nghệ, mẫu mã thời trang, năng động, sang trọng hơn là đồng hồ đeo tay thông thường mà giá cả rẻ hơn. Với những ứng tiêu chí đó, đồng hồ thông minh smartwatch DZ09 sẽ đáp ứng phần nào nhu cầu mà bạn đang tìm kiếm. Điểm nổi bật: lắp SIM và hoạt động độc lập như điện thoại, kết nối với chuẩn Bluetooth 3.0, hỗ trợ thẻ nhớ, tích hợp camera làm remote chụp hình cho điện thoại Android. Tính năng sản phẩm: smartwatch DZ09 được thiết kế bởi màn hình cảm ứng điện dung có độ nhạy cao, kích thước 1.55 inch phù hợp với tầm nhìn, độ phân giải màu sắc 240x240 megapixel. Khung viền được gia cố rất kỹ bằng thép không gỉ, dây đeo bằng silicon vừa dẻo dai vừa bền, tạo cảm giác yên tâm thoải mái khi đeo đồng hồ trên tay. Sức hút của đồng hồ thông minh không chỉ dừng lại ở chức năng nghe gọi, nhắn tin độc lập như một chiếc di động thông thường, mà nó còn có khả năng kết nối Bluetooth với điện thoại, nên tiện ích hơn rất nhiều. Bạn sẽ không cần mò tay vào túi móc điện thoại ra để nghe gọi, nhắn tin, đọc các dòng status trên Facebook, web chat, Twitter, tốn thời gian. Chỉ cần nhấn nút và thực hiện các thao tác ngay trên tay. Đồng thời với chức năng Bluetooth, chiếc smartphone với smartwatch sẽ được kết nối chống mất trộm 2 chiều bán kính 15m. Khi thiết bị ngoài bán kính, đồng hồ sẽ tự báo chuông để giúp bạn tìm kiếm dễ dàng hơn. Chức năng nghe nhạc FM, camera cũng được hỗ trợ mỗi khi đi chơi xa. DZ09 sẽ giúp bạn ghi lại những cảnh vật, khoảnh khắc đẹp nhất để chia sẻ với bạn bè, gia đình. Đồng thời, đồng hồ thông minh sẽ giúp bạn giảm stress hơn khi xem lại các clip do mình tự ghi. Ngoài những tính năng trên, đồng hồ thông minh này còn có la bàn, báo thức, nhắc nhở lịch vận động, bộ đếm bước chân, ngủ giám sát. Còn chờ gì nữa, bộ đôi sản phẩm kết hợp ăn ý sẽ đến tận nhà bạn khi bạn yêu cầu đặt hàng, miễn phí hoàn toàn phí vận chuyển, nếu không ưng ý có thể trả lại không mất một xu. Hãy nhấn vào link bên dưới để đặt hàng, yêu cầu hỗ trợ có thể liên hệ qua Facebook cho mình. Xin cảm ơn và hãy nhấn đăng ký video để nhận được các video giới thiệu sản phẩm mới nhất. Chúc các bạn tìm được những món hàng ưng ý.